limit các bạn ơi. Đấy là mình bây giờ mình sẽ tranh thủ mình farm cho đủ cái điểm mà mình đi đổi cái kính limit thử cho bạn xem nha các bạn. Xem có bút cái gì nha. Đây, hình như là cái kính limit đó hình như là có 750 điểm thôi. Hiện tại là mình farm 706 rồi nè. Thì các bạn như mình nói đó, các bạn chỉ cần vô chơi càng nhiều friend đó các bạn thì tỷ lệ drop càng nhiều đó các bạn nhìn nè. Trước đó là mình farm là không có gọi là drop 5 lần đúng không các bạn? Như mình nói là từ 1 tới 5 đúng không? Đấy, hoặc là 2 tới 4. Thì từ 1 tới 5 ấy thì mình nghĩ là nếu mà không có friend á thì tỷ lệ các bạn rớt rất là thấp luôn, 1 không à, 1 hoặc 2 à. Còn nếu mà các bạn có friend nè, các bạn thấy chưa đó, 3 nè, 5 nè, có thấy chưa? Thôi, 5 liền luôn, là friend càng nhiều thì tỷ lệ càng cao nha các bạn, rất là ngon luôn. Easy các bạn ơi. Rồi farm 70 điểm nữa là mình về mình đổi chuyến cho bạn xem nha. Lộn, có 50 điểm chứ không tới 50 điểm nữa. Đấy, chút nữa là xong rồi. Đây 720 rồi nè, 20 cái nữa. Yeah. Một món đồ limit đầu tiên mà mình sở hữu nha các bạn. Đây, ui, cực lắm các bạn ơi, farm cực lắm ấy chứ không có đùa đâu. Đấy, món đồ limit đầu tiên mà mình sẽ sở hữu được trong hôm nay. Đây, đó. Sắp đủ luôn nè bạn, sắp đủ luôn rồi. Quá dễ. Ngon bạn ơi, nói chung là càng nhiều bạn vô thì càng farm dễ nhé bạn, farm nhanh luôn. Chứ mình nghĩ là mấy cái như là haki limit hay là cái áo các bạn, chứ cũng nghĩ mình 1000 là cùng các bạn ơi. Chứ mình nghĩ là 1000 là cùng à, 1000 điểm ấy là mát đấy. Hoặc là hơn là giống như là trái leopard hôm bữa admin hơi chôn nhé bạn, có 1000 là mát mà bán trái leopard 1001 đố mua được luôn bạn. 1001 cũng không mua được luôn nha bạn. Cái đó mới cay đó, cái đó gọi là cay đó. Admin rồi bán 1001 mới cay nha các bạn, là farm có 1000 là mát mà 1001 nữa mới cay đó nha. Cái đó muốn chuẩn là cay luôn á. Rồi sắp đủ rồi nè. Tí nữa xong, 3 cái nữa xong. Rồi 7 này nữa xong nữa bạn. 7 này nữa về mua được cái kiến rồi. Yeah. Cái đồ limit đầu tiên của mình sở hữu nha các bạn. Trong event này. Rồi x3 là dư luôn rồi, dư luôn rồi, về. Rồi, để xem coi cái đó búp cái gì nha các bạn. Xem cái kiến nó búp cái gì ngon hay không. Tại trong sự kiện có một vài cái búp khá là ngon nha các bạn. Đó một vài cái búp riêng trong sự kiện thôi mà. Rồi, mua liền. Đâu? Cái đồ đầu tiên, limit đầu tiên của mình đây nha bạn, bonus start nào. À, bonus start. À, búp cho start hả? À, không biết nữa bạn. Rồi mua nha. Đây, 750 mua được luôn rồi. Gì số nào? Ôi giờ có chữ này luôn hả? Trước đó không có chữ này nha bạn. Rồi. Đâu? Cái kính búp cái gì đây? Ui còn có 8 cái à bạn ơi, farm cực khổ lắm luôn ấy. Đây. Cái kính này. Đây búp nha. Rồi, đeo vô. À, cái gì sao trên con mắt vậy? Xấu nha, xấu nha, hơi xấu nha. Hơi xấu nha, tại vì con mắt bên mắt bình thường của Roblox ở trên với bạn, tại con mắt này mắt Luffy á bạn nên dưới. Đâu búp gì đâu, coi coi. Búp cái gì ngon hay không? Món đồ limit đầu tiên mình sở hữu nha các bạn. Rồi. Búp cái gì đây? 15% đam cho melee và súng, 5% giảm đam cho tất cả các loại. Ui 600 năng lượng và 400 máu nha các bạn. Búp cũng được chứ các bạn, cũng ngon nha. Cái này là búp cho melee và súng nha các bạn. Đây thấy nha. 12,5% búp cho melee và súng và 5% phòng thủ nha các bạn. Đấy là giống như là giảm tất cả đam luôn nha, tất cả đam nha bạn, chứ không phải riêng về melee hay kiếm đâu nha. Giảm 5% cho tất cả đam nha. Đấy. Và tăng cho 600 energy và 400 máu nha. Từ từ coi kính đồ Flamingo hơn cái gì không ta? Để coi. Từ từ nha, để coi kính đồ Flamingo. 25 tôi di chuyển nè. 8% đam cho tất cả các loại mà mình đam mình quánh đó bạn. 8% giảm hiệu chiêu và 8% giảm defense. Ui. Ngon vậy. 8% đam. 8% giảm hiệu chiêu. Và 8% giảm đam nha các bạn, nhưng mà máu với lại mana thì không có bằng cái kiến kia nha các bạn, đúng không? Máu mana thì cái kiến kia hơn. Đam giống như là đam này là búp cho tất cả mà, còn cái kiếm kia thì tăng cho melee với lại gun thôi. Nói chung là mỗi kiến có một cái búp ngon giống nhau nha các bạn. Đấy, ngon khác nhau thôi, chứ không có kiến nào hơn kiến nào đâu. Thế vậy. Nói chung là kiến này giống như là bạn nào thích xài melee với lại súng hơn thì xài nha các bạn. Đấy, ngon lành. Cũng được nha các bạn, ổn áp đó chứ. Rồi, melee với súng đúng không? Đâu, bây giờ mình đấm thử melee nha. Bây giờ mình cất cái này ra. Rồi mình đấm melee thử coi lần nhiêu ngàn, bao nhiêu đam nha các bạn. 2001 nha các bạn. Đó 2001 nha. Rồi chiêu coi. 3387. Rồi x. 3152 và chiêu C hút về. 3500 nha các bạn. Rồi, bây giờ đeo cái này vô 12% đam nha các bạn, đấm thường nè. 2300 nha. Rồi. Z 3400 luôn. Rồi ít hồi nãy 3000 mấy ta, giờ lên bao nhiêu ta? 3300 nha bạn. Rồi cái chiêu C như là 3500 đúng không? Bây giờ lên được 3800 không ta? Thử coi. 3900 luôn bạn ơi. Ui. Bút cũng to phết đó chứ. Đấy, đâu có đùa đâu. Bút cũng to phết luôn. Và giảm 5% đam đó nha các bạn sẽ được giảm 5% đam luôn. Các bạn cũng có được tăng vừa được tăng máu với lại tăng energy nha các bạn. Đó là ngon. Đấy, vậy chưa? Rồi ổn nha, energy các bạn nhiều dư luôn ấy. Thôi Rồi kiến này cho các bạn thấy nha. Đã, kiến limit đầu tiên của mình và mình đã sở hữu được rồi nha các bạn. Legend nha các bạn, không có thuộc dạng đỏ như là hai cái sự kiện trước nha các bạn. Cái sự kiện trước nè, như là bạc ti nè, đúng không? Cái bạc ti này là hình như là sự kiện 1 tỷ người đúng không? Màu đỏ nè. Còn cái áo 1 tỷ người tham gia đó là 10 tỷ đúng không? 10 tỷ người tham gia là cái nón này rồi. Còn cái áo này là cái áo bên Noel đó các bạn. Đó, hai cái màu đỏ luôn nha các bạn. Nhưng mà bên sự kiện Valentine là chỉ có màu tím thôi nha các bạn. Đó, cái mắt ký lại cái áo nữa, có một cái áo màu hồng nữa, màu tím nữa, thì mình chỉ cần để bên shop bán thì mình mua là xong nha các bạn. Đấy là vậy. Rồi vậy là cái đồ limit đầu tiên mình đã hoàn thành rồi nha các bạn. Ôi, 750 lần. Ây da, farm cũng không gọi là quá khó nha các bạn, nhưng mà hơi tốn thời gian thôi. Như vậy rồi. Thì mình cũng đã review cho bạn được cái búp của cái kiến này là cái gì luôn rồi ha. Rồi các bạn nào thấy hay cho mình xin một like, subscribe của nha, để mình có động lực những clip hay nữa ha. Bây giờ thì bye bye. Rồi nha các bạn, thì sau khi mà mình mua xong cái kính xong luôn các bạn, thì bây giờ là mình đã farm max là nha các bạn thấy nha. Đây mình đã farm được tới max cái điểm nha các bạn. Max điểm bao nhiêu đây? 1250 thôi nha các bạn, là chỉ 1250 là max rồi nha các bạn. Vậy là hơn trước đó luôn á, chứ trước đó là có 1000 là max rồi nha các bạn. Các bạn chỉ cần lụm tới 1000 là max, còn bây giờ là các bạn có thể tới 1250 luôn nha. Đấy. Các bạn thấy nha. Thì nói chung là farm cũng dễ với mày. Chứ các bạn thấy đó, mình farm lại trong vòng cỡ 1 tiếng, tiếng mấy các bạn ơi. Đấy. Nói chung là trong vòng 1 tiếng hơn hoặc là 1 tiếng đúng à. Để mình không có để ý thời gian lắm các bạn, thì các bạn chỉ cần biến Phật tổ, các bạn đi đâu đó đấm là các bạn được à. Đó hay chưa? Hiện tại là mình không ra nữa nha các bạn. Không có ra cái gì ở đây vậy? Cái gì mà sát ở đây nhiều vậy? Sát nhiều quá. Đó, phải không? Đấy. Sai rồi, farm xong rồi đấy. Đấy, mình mua cái mắt kiến là 750 đúng không các bạn? Xong rồi mình farm một lần nữa tới 1250 luôn các bạn thấy đó. Xong rồi nha các bạn, khá là dễ nha. Easy ha, thì cách thì mình cũng đã chỉ cho các bạn rồi đúng không? Khá là dễ dàng luôn, các bạn chỉ cần một giấy Phật tổ hay là đủ nha các bạn. Đấy, khá là dễ. Rồi, vậy là mình cũng cho các bạn biết được là max cái điểm bao nhiêu là max cái điểm nha các bạn. Các bạn thấy nha. Thì chỉ cần là 1250 là các bạn max nha các bạn. Đấy, 1250 cái điểm này là max. Giờ hơn cái sự kiện trước đó là 250 nha các bạn, trước đó có 1000 à. Thì mình nghĩ là 1250 này, mình không biết là cái áo có khi là không biết là cái áo có 1000 không nha các bạn. Đấy, quan trọng là không biết cái áo có 1000 không, tại trước đó á, là 1000 là max đúng không? Nên mấy cái đồ item limit hay là cái kiếm gì đó đúng không? Cái kiếm lộn, phải kiếm cái áo với lại cái haki limit đấy thì 1000 là max đúng không? Đó là 1000 các bạn mua được. Còn bây giờ là tới 1250 lận. Thì mình không biết là cái áo hay là cái haki limit lớp đó các bạn. Cái haki lớp đó là lên tới 1200 không nha, mình không biết nha các bạn. Đó. Tại vì admin cho tới max 1250 mà các bạn. Nên không biết được nha. Rồi. Thôi thì mình suy đoán thôi, thì có gì đợi bán rồi mình mới biết nha các bạn. Rồi thôi mình nghĩ là kết thúc clip đây nha. Thì các bạn nào thấy hay thì cho mình xin một like, subscribe nha, để mình có động lực những clip hay nữa ha. Bây giờ thì bye bye.